không xứng đáng có được cái tên này, hoàn toàn không. Cố lên. Hết hôm nay mình sẽ thoát khỏi địa ngục trần gian này. Tôi tuyệt đối không được nghĩ gì. Tôi sẽ không dễ dàng để cho hắn sa thải tôi như vậy đâu. Má ơi, con giờ tôi mấy giờ rồi? Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao?